chương 911, tổ ba người vs tổ ba người. Hoa ca, có nghe thấy không, muốn ném ngươi vào biển cho cá ăn đấy, chỉnh như thế nào đây, thường hiên nhìn dịp hoa hỏi, khẩu khí đầy mùi vị trêu chọc, dịp hoa hừ lạnh một tiếng, nếu đặt ở bình thường, y khinh thường để ý tới loại người ti tiện này, trực tiếp để thuộc hạ dọn sạch, miễn làm hỏng tâm tình của mình, chẳng qua là hôm nay không có mang thuộc hạ ra tới, uy uy uy, hai người các ngươi đều thấp một chút, dạ minh thấp giọng nói ra, cảm giác càng ngày càng không xong, mặc dù nơi này cách thái kinh rất rất xa, nhưng luôn cảm giác, chuyện như vậy sẽ nháo đến tai thê tử làm một nam nhân ưu tú nếu như đi dạo hoa lâu còn bị bắt vậy liền trực tiếp đào hố chui vào thì hơn diệp hoa cùng thượng hiên nhìn về phía dạ minh ánh mắt lộ ra khinh bỉ thật sâu phản phất đang hỏi ngươi đến cùng đang sợ ai đấy diệp hoa bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ xảy ra chuyện ta tới gánh thượng hiên trực tiếp giơ ngón tay cái lên không hổ là hoa ca đây là chân nam nhân tuyệt đối không sợ thê tử dạ minh trong tuyệt vọng mang theo một tia mừng rỡ có người gánh ít nhất sẽ không bị đánh chết phải biết hiện tại mộng mộng rất khó lường a à. lĩnh ngộ tam đoạn còn sớm hơn mình chỉ sợ ngươi không dạy nổi một nam nhân lạnh giọng nói ra ba nam nhân này thật không biết trời cao đất rộng thế mà thả ra cùng ngôn như thế chờ lúc nữa cũng không biết chết như thế nào diệp hoa quay đầu từ tốn nói hôm nay hai phe chúng ta đã định trước một phương phải vào trong biển cho cá ăn gọi lão đại của các ngươi tới xem y có tư cách gì gào to ở trước mặt ta muốn gặp lão đại ta ngươi xứng sao tổ ba người liếc nhau một cái rất lâu rồi chưa thấy người như thế thường hiên cũng có điểm hứng thú hướng phía diệp hoa nói ra hay là đi gặp đi ngươi bảo ta đi gặp y diệp hoa âm u nói ra từ trước đến giờ đều là người khác đến gặp bản tôn, không có người nào đáng để bản tôn đích thân đi gặp thượng hiên lạnh nhạt nói ra. Ra ngoài chơi, liền phải chơi cho tận hứng, hiện tại không phải có chuyện để chơi sao, thế nào, dạ minh, dạ minh mấp máy môi một cái, bộ dáng ta tùy tiện, dịp hoa dừng một chút, chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói ra gặp ta, liền sẽ gia tốc tử vong, vân đình bên cạnh ngưỡng vọng nhìn Diệp hoa trong ánh mắt đầy vẻ sùng bái nam nhân như vậy quá có mị lực có thể hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người nam nhân đều bị lời của diệp hoa làm cho tức cười đi thôi đừng cúi đầu quá nhanh bằng không sẽ tương phản với lời nói này của ngươi dẫn đường đi thượng hiên cười nói mời tổ ba người mang theo các cô nương trực tiếp đi tới lầu trên ở trong tiểu lâu tầng lầu càng cao đại biểu địa vị càng cao đều là nhã các được đặt trước Dạ Minh thật đúng là không thích mang theo cô nương đi lại bên ngoài, rất chú ý với đám người tới này, thậm chí cảm thấy ở trong chỗ tối có một đôi mắt nhìn mình chầm chầm, Diệp Hoa cùng Thượng Hiên thản nhiên hơn rất nhiều, trong lòng bọn họ, thê tử căn bản sẽ không đến, đúng vậy, các nàng đều sẽ không tới, thế nhưng thê tử Minh Ca rất có lực hiệu triệu, có thể cảm nhiễm những người khác cùng đi bắt người, về sau Hoa Ca cùng Hiên Ca đi ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ không mang theo Minh Ca, Minh Ca thật thê thảm, tổ ba người đi thẳng tới tầng cao nhất tiểu lâu, tầng cao nhất không nằm ở trong khoang thuyền mà là một cái bình đài lộ thiên lớn ở trên bình đài có ba khu tiểu đình bên trong mỗi tiểu đình đều có ba người một người ngồi mà bên cạnh đều có hai vị cô nương hầu hạ những cô nương này đều là đầu bài tiểu lâu chỉ thiếu vị đầu bài vân đình này bị hoa ca gọi đi trước ở vị trí trung ương chính là chỗ ca cơ biểu diễn ca cơ rõ ràng có cấp bậc rất cao từ quần áo và trang sức đẹp để liền có thể nhìn ra vòng eo vũ đồng thật có ý vị sâu xa mỗi một cái ánh mắt đều có thể đi vào nội tâm của nam nhân đương nhiên đây chỉ là chăm đối với người bình thường đối với ba vị lão đại đang ngồi vẫn thiếu sót rất nhiều Lúc này, hai tên nam tử khi nãy đi đến chỗ một vị lão đại, dạ minh phát hiện, bên cạnh y chỉ có một vị cô nương đang phục thị, mà hai người khác đều có hai vị cô nương hầu hạ, nam nhân nói nhỏ hai tiếng ở bên tai lão đại, lão đại buông đôi đũa trong tay xuống, đứng dậy hô: "Vân Đình cô nương, chờ ngươi đã lâu, mau tới đây." Người này vừa mới dứt lời, một tên lão đại khác ở hơi rượu, lên tiếng cười nói: "Lỗi ca, tối nay Vân Đình cô nương có chủ, ngươi bỏ đi, chung ca nói không sai, quân tử không đoạt yêu thích của người khác." tên gọi lỗi ca tên đầy đủ là vương đại lỗi tên mặc dù bình thường nhưng có thể ngồi ở tầng cao nhất tiểu lâu nói rõ người này không tầm thường thế nhưng đối mặt với hai người khác trêu chọc vương đại lỗi cũng không hề tức giận xem ra cũng không phải người nóng nảy vương đại lỗi trầm giọng nói ra sử ca lời ấy sai rồi hai vị đều là mỹ nhân làm bạn ta sao có thể thiếu một người được dạ minh nghe xong xem như biết cái tên này chính là bên cạnh thiếu một đầu bài cho nên muốn gọi lên để đỡ mất mặt sử để phấn mang theo một tim men say nói ra Lỗi ca, vị Vân Đình cô nương này tự hồ không nguyện ý ngồi ở bên cạnh ngươi, Vương đại lỗi nghe xong nhíu chặt lông mày, hướng phía Vân Đình cười nói Sử ca đã nói như vậy, Vân Đình cô nương còn đứng lấy, vậy liền không cho Vương đại lỗi ta mặt mũi, thấy tình huống như vậy, Tú bà phía sau liền chạy ra giảng hòa các vị lão đại, Vân Đình còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin đừng trách, Tú bà đã lăn lộn hơn 20 năm ở Thiên Lý Thành, cũng từng qua thời trẻ tuổi, Thiên Lý Thành đại nhân vật trên cơ bản đều biết, thậm chí người tố gia đều biết, hoàng tử cũng có chút giao tình, thế nhưng ba vị lão đại này thật chưa từng nghe thấy nhưng lão bản nói ba vị này nhất định phải khoản đãi thật tốt không thể lãnh đạm tiểu cô nương có thể hiểu được ta không phải bảo vân đình cô nương tới sao ta sẽ không để ý chuyện cũ vương đại lỗi nói lần nữa nếu như lúc này còn không nể mặt mũi vậy chính là đang đánh mặt vương đại lỗi bức vương đại lỗi nổi bảo đầu bài ngồi ở bên cạnh đều nhìn về vân đình lúc này tranh thủ thời gian lựa chọn bảo mệnh a à tuy lão gia bên cạnh ngươi rất có ý vị nhưng nằm nhân quá nhiều lưu cái mạng lại mới có thể gặp người tốt nhất ba vị này thật không thể trêu vào chẳng qua là ở chỗ này đến cùng là ai không thể trêu vào đây nhưng mà tổ ba người trực tiếp bị không để ý tới bỏ qua ba đại lão căn bản không có để tổ ba người vào mắt mặc dù vân đình rất ưa thích vị lão gia này nhưng thấy y không có ý bảo hộ mình vân đình cũng không phải người ngu bảo mệnh sẽ không sai vân đình thất vọng tựa hồ quyết định đi thậm chí chân phải hơi khẽ nâng lên nhưng vào đúng lúc này âm thanh diệt hoa xuất hiện ở bên tai vân đình cô nương nếu như ngươi bước ra một bước này, hy vọng kiếp sau dung mạo sẽ giống như hiện tại. Vân Đình nghe xong trực tiếp sửng sốt, thậm chí không thể tin được lời nói bên tai, chân phải đều không dám hạ xuống, nếu như mình bước ra một bước này, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Chương 912, Tam Hoa tự cứu. Thường Hiên đứng ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, Dạ Minh thở dài trong lòng, cô nương nhỏ như vậy, ngươi đừng dọa người ta, nhìn một chút, mặt mũi trắng bệch, bàn chung trêu gẹo nhìn tràn diện, hướng phía Vương Đại Lỗi hô, "Lỗi ca, có việc vui." nụ cười trên mặt vương đại lỗi dần dần tan biến bỗng nhiên phủi tay, vũ cơ ở giữa đình chỉ vũ động thân người công lại lui ra tràn diện một thoáng liền lạnh đi mấy phần tối nay ánh trăng cũng không tệ gió biển đập vào mặt khiến cho tâm thần người ta thanh thản nhưng vương đại lỗi lại nghẹn hoảng vân đình cô nương đừng cho thể diện mà không cần cô nương nhà các ngươi cũng không quản vương đại lỗi không có trực tiếp đối chọi với dịch hoa hướng phía vân đình cùng tú bà gầm thét tú bà vội vàng xin lỗi thật ngượng ngùng quá sau khi nói xong liền quay đầu nhỏ giọng nói ra vân đình nhà đầu ngươi hồ đồ gì thế còn không mau đi nhưng mà vân đình nhìn bóng lưng trước mắt không dám di chuyển nếu như đều phải chết ít nhất bất động sẽ không chết ngay khẽ động liền chết chắc quả nhiên đúng với câu nói kia nam nhân mê người chí mạng nhất thấy vân đình không động chút nào trong lòng tú bà rất gấp vương đại lỗi rốt cục nhìn về phía diệp hoa trầm giọng nói ra vị huynh đài này bỏ dây thứ yêu thích khó khăn đến thế sao muốn ta bỏ thứ yêu thích cũng được cắt thịt ngươi tới đổi diệp hoa từ tốn nói đối mặt với dịp hoa hung hăng càng quấy vương đại lỗi ngược lại dần dần ngồi xuống đầu bài bên cạnh tranh thủ thời gian rót rượu vương đại lỗi uống một hơi càng sạch người thiên lý thành các ngươi đều không biết trời cao đất rộng như thế sao ta chính là trời lúc dịp hoa nói lời này cực kỳ tự tin ngay cả vân đình tại thời khắc này cũng tin tưởng phốc sự để phấn cùng bàn chung phun rượu ở trong miệng ra từ trước đến giờ chưa từng thấy người vô sĩ như thế quá không biết xấu hổ vương đại lỗi hít một hơi thật sâu hôm nay ta tới tìm vui không muốn nhìn thấy máu hiện tại ngươi vẫn còn cơ hội tới nơi này không phải tìm vui thì tìm cái gì nhưng ta cảm thấy, ngươi là đang tìm chết, ầm, uhm, Diệp Hoa vừa nói xong, vương đại lỗi liền tức giận, đột nhiên vỗ bàn một cái. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi không biết ta là ai, ồ. Ngươi là ai?" Thượng Hiên tò mò hỏi, "Thiên khiếu Tam Kiệt nghe nói qua chưa? Ta chính là vương đại lỗi. Cho dù thánh điện, gặp ta cũng phải khách khí, Thiên khiếu Tam Kiệt danh hào này, mọi người rất xa lạ, có lẽ là địa vực khác ở Thiên khiếu, cho nên mọi người ở đây đều nghi hoặc." Dạ Minh bỗng nhiên cười nói vậy thì trùng hợp thật, biết chúng ta là ai không? Thiên khiếu tam hoa, mọi người, thượng hiên đều phốc phốc một tiếng, bằng một chùm râu quai nón ở trên mặt ngươi, còn tự xưng hoa. Nguyên bản dịp hoa mặt lạnh cũng nhìn không được nhếch lên một tia đường công, thiên khiếu tam hoa, bản tôn đều không thể nghĩ ra cái tên phong tao như thế. Vương đại lỗi nhìn đám người dịp hoa còn cười ra tiếng, khí thế lập tức tản ra, nguyên bản mặt biển bình tĩnh bắt đầu dậy sóng, thực lực như vậy, dạ minh tính một thoáng, hẳn là kiếm đế, kiếm đế, đặt ở bất kỳ ngóc ngách nào ở trên huyền nguyệt đại lục, đều là cường giả nhưng cho dù là kiếm tôn ở trước mặt tam hoa vẫn còn chưa đủ quỳ xuống giao nữ nhân ra sám hối vương đại lỗi lên tiếng quát thực lực cường đại khiến cho y vô cùng tự tin trong lòng dạ minh than nhẹ một tiếng đụng phải người khác biểu hiện như thế khẳng định sẽ bị hù chết nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải chúng ta hai vị đại lão khác lẳng lặng nhìn dáng vẻ giống như xem kịch nữ nhân ta sẽ không giao diệp hoa lạnh giọng nói ra trên đời này không ai có thể khiến bản tôn giao ra bất kỳ vật gì nhưng mà diệp hoa vừa mới dứt lời một cổ âm thanh lạnh lùng truyền đến khẩu khí thật lớn sợ là buổi tối ăn nhiều rau cần rồi đi lời nói này từ chân trời truyền đến diệp hoa đối với âm thanh này không thể quen thuộc hơn nữa chỉ thấy chân trời hắc ám xuất hiện bốn bóng người đẹp đẽ toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng nụ cười vương đại lỗi có chút cứng đờ thậm chí hai vị lão đại bên cạnh cũng giống như thế tam hoa này đến cùng chọc hạng người gì thế mà bị nhân vật khủng bố như thế truy sát theo bốn bóng người đẹp để càng ngày càng gần cả người dạ minh đều choáng váng thậm chí dụi dụi con mắt xác định mình không nhìn sai không có hoa mắt thượng hiên cũng giống như vậy nguyên bản nụ cười tự tin trong nháy mắt tan biến trong đầu lập tức suy nghĩ vô số lý do dần dần bốn vị nữ nhân rơi vào bông thuyền thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ khó có thể tin nhìn dịp hoa không nghĩ tới dịp hoa hiện tại thế mà cùng người khác đoạt nữ nhân khẩu vị của y thế mà đổi mình còn không biết đông môn mộng cùng liên hài nhìn nam nhân của mình trong ánh mắt mang lãnh ý chỉ bằng cái ánh mắt này liền có thể đông ngươi thành tượng băng bốn mỹ nhân mang tâm lý tra xét lật tung tất cả hoa lâu thiên lý thành một lượt thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ biểu thị có lẽ Diệp Hoa không phải đi Hoa Lâu, thế nhưng Đông Môn Mộng kiên trì, Dạ Minh ngoại trừ đi Hoa Lâu, chắc chắn sẽ không đi những địa phương khác, sau khi nghe ngóng, quả nhiên vẫn nghe được Hoa Lâu tiểu lâu này, cho nên liền tìm khắp nơi, thế nhưng trên đại dương bao la rất bình tĩnh, nhưng nguyên bản mặt biển bình tĩnh đột nhiên cuồn cuộn dâng lên, truyền ra một cổ khí tức kiếm đế, bốn cô nàng liền biết, có bố trí kết giới, chẳng trách không cảm ứng được, cũng không nhìn thấy, căn bản không có nghĩ đến phương diện này, cho nên dẫn các nàng tới, chính là Vương Đại Lỗi, chính là biến tướng thủ tiêu tam hoa, lúc này tam hoa đang điên cuồng vận chuyển đầu óc, như thế nào mới có thể vô ích qua, ta đã nói rồi mà, buổi tối hôm nay không thể đi, Dạ Minh thấp giọng nói ra, cảm giác của mình quả nhiên không sai, vẻ mặt thượng hiên đau khổ, đều không dám liếc mắt nhìn tới Liên Hàn, vất vả lắm mới hòa hảo, bây giờ bị bắt thật thê thảm, nhưng mà hoa ca mặt không đổi sắc, phát huy ưu điểm không sợ lão bà đến cực hạn, nhưng vào lúc này, Diệp Hoa cau mày nói ra. Sao các nàng lại tới đây? làm hỏng chuyện tốt của ta dạ minh cùng thượng hiên sững sờ chuyện gì thế hoa ca không theo sáo lộ ra bài thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ giật mình đi hoa lâu ngươi còn lý luận đã nói với các nàng ta là ra ngoài bắt người xấu vất vả lắm mới chui vào hiện tại phát hiện người xấu chính là thời điểm thu lưới tới quấy rối làm gì dịp hoa vừa dứt lời dạ minh cùng thượng hiên liền sáng mắt lên khá lắm ngưu bức a hoa ca đây chính là ưu điểm không sợ thê tử của ngươi đấy sao bội phục dạ minh vội vàng nói đúng vậy chúng ta đã thiết kế tỉ mỉ trận cục này tới quấy rối làm gì quấy rối đúng chúng ta là loại người này sao thường hiên tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách với cô nương bên cạnh biểu thị trong sạch của mình lúc này vương đại lỗi có chút trận trong mắt bốn cô gái này không phải tới giết bọn họ sao làm sao đột nhiên lại biến rồi bọn họ đến cùng đang nói cái gì mình lúc nào biến thành người xấu rồi chương 913, báo cáo sẽ có thưởng không đúng tàm hoa đang gạt người muốn hãm hại mình quá ghê tởm đông môn mộng trừng trừng nhìn dạ minh dạ minh bị thê tử trừng như thế chột dạ a à, nhưng cho dù chột dạ hiện tại cũng phải biểu hiện vàng thật không sợ lửa nam nhân lúc này không thể sợ nên cách cô nương bên cạnh xa một chút chỉ thấy dạ minh cùng thượng hiên đều dồn dập cách xa cô nương ít nhất đứng hơi xa một chút nhưng mà hoa ca lại không có thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ nhìn chằm chằm dịp hoa mà khí thế dịp hoa không thua chuyện này khiến dạ minh cùng thượng hiên hô to bá khí nếu như hai ta cũng ngưu bức như vậy sẽ không đến mức vừa gặp các nàng liền tránh nhưng mà các cô nương bên cạnh tự hồ có thể hiểu được các nàng thật là đẹp thế nhưng quá hung các ngươi đừng nói lung tung chúng ta không phải người xấu các ngươi đây là đang đang vương đã lỗi một thoáng không biết mình nên nói gì mà bàn chung mượn lời nói ra các ngươi đây là đang từ không sinh có lằng không tưởng tượng là đang vũ nhục chúng ta, bốn vị nữ hiệp, ba người bọn họ tự xưng là tam hoa gì đó, hai người bọn họ nói hoa ta tin, thế nhưng cái tên râu quai nón kia lại nói mình là hoa, thật khiến cho ta ăn ngủ không yên, bốn vị nữ nhân nhìn nam nhân nhà mình, các ngươi đi dạo hoa lâu còn lấy xưng hào, không tệ, còn tam hoa, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng bốn cô gái cũng không phải người ngu, ở bên ngoài cũng không có nắm lỗ tai nam nhân của mình kéo đi, cho nên hiện tại còn có thể làm sao, dĩ nhiên chỉ có thể dồn toàn bộ tức giận vào ba tên đang ngồi ở đây, ba vị đại lão trong lòng rất khổ, các ngươi không thể không giảng đạo lý như thế, các ngươi là đang mạnh nữ nhân, liên hàng lạnh giọng hỏi, vương đại lỗi tranh thủ thời gian trả lời nữ hiệp, ta là người thành thật bàn chung cùng sử để phấn nghe xong khóe miệng giật một cái người đúng là người thành thật lời này cũng nói ra được ta khách khí lễ phép mời vị cô nương này thế nhưng vị hiệp sĩ này không cho vương đại lỗi thành khẩn nói ra trong ánh mắt hiển thị rõ ta là người thành thật an phận diệp hoa hơi khẽ cau mày người này đang mượn đau giết người không chỉ diệp hoa cảm thấy như vậy dạ minh cùng thượng hiên cũng nghĩ như vậy ba người cũng không ngốc đông hoàng bạch chỉ từ tốn nói thật không ngờ diệp hoa quân còn có nhã hứng như thế ở nơi phòng hoa tranh giành tình nhân ta kháo lời này thật chua ta nói đây chỉ là một khâu trong kế hoạch làm dáng một chút mà thôi diệp hoa nghiêm túc nói ra nghiêm mặt đánh rắm vương đại lỗi chợt quát một tiếng tam hoa muốn mượn đau giết người thực quá không biết xấu hổ sử để phấn vội vàng nói bọn họ nguyên bản ở trên thuyền nếu không phải vương đại lỗi thiếu đi một cô nương làm sao có thể đi gọi nếu như không đi gọi bọn họ còn đang chơi với các cô nương ở trong nhà các đây ngươi thật nhiều lời thượng hiên lạnh giọng nói ra lão tử mới vừa hòa hảo với thê tử ngươi lại muốn chia rẽ chúng ta thực không thể nhìn năm ngón tay thượng hiên hướng phía hư không vồ lấy sử để phấn thân là kiếm đế vẻ mặt cứng đờ lập tức biến thành một khối thịt trình độ kinh khủng khiến hai vị đầu bài bên cạnh trận mắt hốc mồm thượng hiên tiện tay vung lên kiếm đế sử để phấn bay vào trong biến không đến mấy hơi liền bị cá lớn rỉa sạch a à. hai vị đầu bài lúc này mới lên tiếng thét lên đứng dậy liền chạy chạy tới sau lưng tú bà mà hiện tại tú bà tự thân khó đảm bảo nâm nớp lo sợ tam hoa thế mà miễu sát quá độc ác vương đại lỗi cùng bàn chung trận tròn mắt thực lực sử để phấn rất cường hãng a mà tên kia chẳng qua chỉ tiện tay bóp liền biến người ta thành viên cầu quá kinh khủng xem xem thẹn quá hóa giận nói không lại liền giết người bàn chung toàn thân đều đang run rẩy thân là kiếm đế đây là lần đầu tiên y cảm thấy sợ hãi như vậy diệp hoa lạnh giọng nói ra ta đã nói qua hôm nay chú định có một phương phải xuống biển nuôi cá lời này vừa mới nói xong con ngươi diệp hoa lóe lên hồng mang nguyên bản bàn chung sợ hãi bỗng nhiên đình chỉ đôi mắt phản phất mất đi màu sắc như cái xác không hồn ta có tội ta có tội ta phải đi đền tội Lời này vừa mới nói xong, bàn chung liền tự đánh vào bụng mình. Tự phế đi, sau đó nhảy lên, nhảy vào trong biển, mặt biển gần sóng một phen, dần dần khôi phục bình tĩnh, hiện tại chỉ còn lại Vương Đại Lỗi, Vương Đại Lỗi nuốt một ngụm nước bọt, đám người này mình căn bản không chọc nổi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bọn họ tự hồ muốn giết chết mình, mình không thể chết, không thể chết, chỉ thấy Vương Đại Lỗi bỗng nhiên đi tới chỗ mọi người, hành động như vậy khiến cho người ta có chút nghi hoặc, nhìn sắc mặt kia của y, tự hồ muốn quyết tử chiến, Diệp Hoa cũng tán thưởng nam nhân có dũng khí như thế, đến lúc đó cho y một cái thống khoái, bịch một tiếng chỉ thấy vương đại lỗi trực tiếp quỳ ở trước mặt mọi người sám hối nói ra ta không nên đoạt nữ nhân với ngươi nếu ngươi thích nữ nhân kia ta liền nhường cho ngươi ta còn biết rất nhiều nữ nhân xinh đẹp đều có thể giới thiệu cho ngươi vẻ mặt của mọi người khá là quái dị nhất là diệp hoa cái tên này trước khi chết còn muốn thọc bản tôn một lần uy áp to lớn lập tức ép xuống vương đại lỗi khiến y phải nằm rạp ở dưới đất nhưng mà vương đại lỗi liều mạng ngẩng đầu khó có thể tin nói ra không phải liền là nữ nhân mà các ngươi thế mà giết người diệt khẩu phốc vương đại lỗi trong nháy mắt nổ thành huyết thủy thấy tràn diện như thế đám tiểu đệ xung quanh như gà ngốc căn bản không dám nhúc nhích các ngươi muốn ta động thủ hay là chính các ngươi nhảy thượng hiên từ tốn nói đám tiểu đệ nghe xong không cần suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống biển điên cuồng chạy trốn thế nhưng trong tay thượng hiên có thể chạy trốn được sao rất rõ ràng bọn họ chạy không thoát lúc này hiện trường khá là quái dị tú bà cũng không biết nên nói gì sợ kết quả sẽ giống như những người kia dẫn cô nương của ngươi rời đi thanh nhã từ tốn nói hiện tại đã giải quyết người ngoài là thời điểm giải quyết vấn đề nội bộ tú bà nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian ra hiệu cho các cô nương nhưng mà lúc vân Đình rời đi nhìn dịp hoa thật sâu nằm nhân như vậy thật đẹp trai đến ngay người mặc dù vô cùng máu lạnh nhưng hết sức mê người có lẽ chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể chinh phục y rất nhanh toàn trường chỉ còn lại tam hoa cùng bốn con hổ mẹ nói đông hoàng bạch chỉ lời còn chưa nói hết dịp hoa trong nháy mắt liền chỉ dạ minh nói ra là y dẫn ta tới chơi dạ minh biểu lộ là như vậy ngươi còn tự xưng bản tôn hiện tại ngươi ngay cả mặt mũi cũng không cần không phải nói không sợ thê tử sao tự vệ lên còn nhanh hơn chúng ta quá không biết xấu hổ theo dịp hoa báo cáo ánh mắt bốn cô gái nhìn về phía dạ minh dạ minh tranh thủ thời gian phản bác y nói dối rõ ràng là y dẫn chúng ta tới thường hiên ngươi nói có đúng hay không chương 914, thuyền nhỏ hữu nghị trong nháy mắt lật thường hiên chững chạc đàng hoàng nói ra ta vốn đang cố gắng tu luyện thế nhưng trong lúc ta nỗ lực bọn họ lại gọi ta ra ngoài chơi ta kháng cự thế nhưng ta muốn hòa nhập bằng không sẽ bị cô lập thượng hiên không hổ là nam nhân từng làm hoàng đế hai bên đều không đắc tội thế nhưng liên hàn hiểu rất rõ nam nhân của mình căn bản không tin tưởng chân mọc ở trên người ngươi chẳng lẽ bọn họ dùng đao gác lên trên cổ ngươi à đậu xanh thượng hiên ngươi không thể như thế nghe thấy thượng hiên giảo biện như thế dạ minh khó có thể tin không phải đã nói làm huynh đệ cả một đời sau ngươi thế mà tự cứu như thế diệp hoa cũng muốn phun rõ ràng là hai người các ngươi mang bản tôn ra chơi hiện tại lại muốn phủi sạch quan hệ không thể nào cùng lắm thì đồng quy vu tận diệp hoa hơi hơi hít mắt nói ra thượng hiên mặc dù ta không phải người nhưng ngươi thật đúng là hổ điêu trùng hợp thật ta cũng không phải người thượng hiên biểu thị mình không làm người rất lâu rồi dạ minh khó có thể tin nói ra cmn các ngươi thật không phải người không biết vì sao bốn cô gái đột nhiên rất muốn cười đoàn thể tam hoa này xem ra đang đứng trước bờ vực tan rã rất tò mò bọn họ có đánh nhau hay không phu quân từ trước đến giờ ngươi chưa từng đến loại địa phương như hoa lâu vì sao lần này lại như vậy thanh nhã nghiêm túc hỏi rất muốn biết tại sao diệp hoa như thế diệp hoa cùng thượng hiên trực tiếp chỉ hướng minh ca minh ca thổ huyết ta và các ngươi thế mà bán ta đều là huynh đệ giấy dạ minh khó có thể tin hai tên phản đồ này hảo huynh đệ đều là có phúc cùng hưởng mới vừa rồi các ngươi còn rất thoải mái hiện tại thế mà đâm đau sau lưng diệp hoa nghiêm túc nói bản tôn luôn luôn là người có chừng mực nhưng thông gia nói hoa lâu chơi rất vui dụ hoặc bản tôn bản tôn nhằm chán liền đi xem thử thôi đi chuyện tiếp theo hoàn toàn không liên quan đến ta ta cũng không kéo lấy ngươi còn nói không sợ thê tử ta thấy ngươi còn sợ hơn cả ta người thứ nhất nhận sợ chính là ngươi dạ minh bắt đầu phản kích nhưng mà diệp hoa chững chạc đàng hoàng nói ra bản tôn không phải người ta kháo luôn nói mình không phải người thanh nhã bạch chỉ bản tôn là bị thông gia làm hư diệp hoa nghiêm túc nói dĩ nhiên không muốn cãi nhau với thê tử chỉ có thể vung nồi thượng hiên giúp ta nói một câu ta đã từng giúp ngươi a à, thượng hiên hơi nuốt một ngụm nước bọt thông gia đại ân đại đức của ngươi ta suốt đời khó quên nhưng nam nhân làm việc phải có đảm đương phần đảm đương này ngươi đáng giá thổ huyết minh ca bỗng nhiên muốn đi ị mộng mộng hai tên này quá khi dễ người đều vung nồi lên trên đầu ta dạ minh rất ủy khuất minh ca lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy trong lòng đông môn mộng đều muốn cười lật ra ngươi cũng có ngày hôm nay a à, hai tên huynh đệ này thật đúng là không đáng tin cậy trong nháy mắt liền bán ngươi diệp hoa chững chạc đàng hoàng nói ra thông gia, đây không phải vung nồi, đây là sự thật, ngươi cũng nên đối mặt với sự thật, tiếp nhận thê tử dạy bảo, CMN, ta nhìn ngươi lâu rồi, suốt ngày tự xưng bản tôn, ở trong hoa lâu chơi vui nhất chính là ngươi, nói thê tử chỗ này không được chỗ kia không được, không xứng với ngươi, nhìn hiện tại nhận sợ kìa, giống như hổ điêu vậy, Minh ca nổi giận, muốn chết, hai người các ngươi đều chạy không thoát, dịp Hoa lên tiếng cười ta cũng nhìn ngươi rất lâu rồi, ở trước mặt cô nương liền khoác lác, nói ở trong nhà mình nói một không hai, có ai không biết dạ Minh ngươi sợ thê tử, thông gia, lần trước dạ Minh uống say rồi, còn nói muốn bỏ ngươi khóe miệng đông môn mộng giật một cái lập tức nhìn hầm hầm dạ minh ngươi lại dám bỏ ta dạ minh tức lộn ruột Thượng hiên lúc này khuyên hai vị đều bớt nói một câu đi nguyên bản diệp hoa cùng dạ minh tranh nhau hang hái hiện tại hai người đồng thời nhìn về phía thượng hiên diệp hoa hừ lạnh một tiếng thượng hiên lúc trước không phải ngươi nói ngươi hậu cung ba ngàn giai lệ sao mỗi lúc trời tối đều lật bài chơi cuối cùng chơi chết rồi cũng chỉ có liên hàng không chơi cái thi thể này của ngươi đúng đấy còn nói muốn chờ liên hàng tới tìm ngươi ngươi suy nghĩ nhiều dạ minh cũng ở bên cạnh phụ họa chỉ thấy mặt liên hàng nhất thời tái xanh thậm chí đều cảm giác liên hàng sắp nổi khùng không thể nhìn lão tử nhìn hai người các ngươi rất lâu rồi thế mà vu hãm ta lão tử muốn tiêu diệt các ngươi diệp hoa hừ lạnh một tiếng tới a à ai sợ ai, đánh thì đánh, dạ minh cũng không phải hổ điêu đánh a, à. hôm nay chỉ có một người có thể đứng, ba tên nam nhân dở hơi trong nháy mắt bộc phát ra, uy áp kinh khủng khiến thương khung nổ vang, mặt biển sôi trào, tất cả mọi người trong khoang thuyền đều cảm nhận được, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà ở phía xa, sóng biển cao ngàn trượng đang dần dần hình thành, vẫn đang không ngừng dâng lên, nếu như con sóng này ập tới, chỉ sợ toàn bộ người ở trong thiên lý thành sẽ khó thoát, thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật, bốn cô gái đều trợn tròn cả mắt, đám nam nhân này, độ lượng làm sao nhỏ như vậy, một lời không hợp liền đánh nhau, các ngươi đủ rồi, còn muốn kéo tất cả mọi người chung cùng, liên hàng trầm giọng nói ra, thanh nhã thấp giọng nói ra. Các ngươi còn muốn đánh ngươi chết ta sống, đúng là có bệnh, đông môn mộng nhìn dạ minh lạnh giọng nói ra, ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, nếu không ngươi xong đời, bốn cô gái vừa mới dứt lời, liền rời khỏi hiện trường nhưng mà ba nam nhân vẫn chăm chú nhìn đối phương khí thế dần dần thư giãn nguyên bản biển động mãnh liệt bình ổn lại chậm rãi khôi phục bình thường thế nhưng ba nam nhân vẫn hùng hổ nhìn đối phương tự hồ chỉ cần đối phương dám động đậy liền giết chết chừng nửa canh giờ đi diệp hoa từ tốn nói dạ minh cùng thượng hiên mới nhẹ nhàng thở ra trực tiếp ngồi ở dưới đất mồ hôi lạnh đều chảy ròng ròng dạ minh vỗ sàn nhà nói ra ta đã nói rồi mà buổi tối hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện các ngươi không nghe cảm giác của ta vẫn rất chuẩn thượng hiên vuốt cái trán một cái hù chết lão tử không phải nàng ở mê vụ xâm lâm sao làm sao lại cùng thê tử của ngươi đến cho dù đi cùng thế nhưng sao có thể đến nhanh như vậy được diệp hoa hơi nhẹ nhàng thở ra tựa ở bên cạnh lan can gỗ lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa may mà chúng ta có kế hoạch nếu bị phát hiện bằng không lần này thật băng huyết tài không ngờ kế hoạch này lại dùng đến nhanh như vậy dạ minh rất là bất đắc dĩ bất quá có thể vô ích quá quan trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra vừa rồi thấy mộng mộng tới sau lưng đều ướt đẫm ta mới cùng thê tử hòa hảo nếu không giải quyết tốt chỉ sợ ta còn lạnh nhanh hơn cả các ngươi thường hiên cười khẽ một tiếng mình đường đường là hoàng đế thế mà sợ đến loại tình trạng này thế nhưng không yêu nào có thể sợ như thế biến tướng nuông chiều thê tử mà thôi ba năm nhân liếc nhau một cái phản phất có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương thượng hiên tò mò hỏi thông gia sao ngươi có thể nghĩ ra biện pháp như thế bởi vì loại chuyện này đã từng phát sinh ở trên người hai đứa con trai của ta dạ minh ha ha cười nói chương 915, vẫn làm con trai của ta ngưu bức dạ côn cũng từng đến hoa lâu chơi dịp hoa nhíu mày con rể không đơn giản a à, thế mà cũng thích đi hoa lâu dạ minh thầm nghĩ mình nói sai sao có thể ở trước mặt thông gia nói những lời này thật là không được hố nhi tử một chậu cũng không phải chẳng qua là vô tình dạ minh đến tẩy trắng cho nhi tử mặc dù côn ca quả thật không thường đi hoa lâu thế nhưng ở bên ngoài côn ca cũng là hồng kỳ phiêu phiêu dịp hoa không có hỏi tới chẳng qua là nhàn nhạt hỏi thê tử ngươi ở thái kinh rất xa nơi này sao có thể đột nhiên chết đến đúng vậy ta cũng nghĩ không thông sao lại đột nhiên đánh tới chẳng lẽ là có người mách nước rồi dạ minh nghi ngờ sợ lên cái cầm nhìn về phía thượng hiên thượng hiên bất đắc dĩ nói ra đây còn phải nói, ngươi lâu như vậy không quay về, thê tử ngươi không tới bắt ngươi mới là lạ, trách ta rồi, dạ minh nhẫn nhịn nghẹn miệng, dịp hoa cùng thượng hiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, không trách ngươi thì trách ai, về sau đi ra ngoài chơi nhất định không dẫn ngươi theo, dẫn minh ca ngươi theo, khẳng định toàn quân bị diệt, ba người dần tan biến ở trên bông thuyền trên, sau khi ba người tan biến, tú bà lặng lẽ liếc một cái, nhẹ nhàng thở ra, ba tên sát tinh này rốt cuộc trời đi, không đúng, Bọn họ còn chưa trả tiền thế mà chơi chiêu bá vương, quá không biết xấu hổ, phải kéo sổ đen Tam Hoa nhanh chóng trở về tố gia, biểu lộ khôi phục trạng thái nhìn đối phương không vừa mắt, biểu diễn không tệ, mà trong phòng, bốn cô gái ngồi nói chuyện phím còn có Thê tử Côn ca cha cha theo Tam Hoa đi tới, nhóm Thê tử Côn ca thành thành thật thật hô bọn họ là Tam Hoa đó, thanh nhã âm dương quái khí nói ra, Diệp Ly ba người cười cười, lúc này rời đi thì tốt hơn, mình ở chỗ này, Tam Hoa sẽ mất mặt rất nhanh, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại ba cặp vợ chồng, có chút ý tứ thẩm vấn, bầu không khí trầm trọng, Dạ Minh còn không nhận sai với thê tử ngươi thượng hiên đột nhiên nói ra dạ minh thầm giật mình đây không có trong kịch bản a mộng mộng nàng cũng biết ta ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng nàng chính là chân ái của đời ta dạ minh thâm tình nói ra nói thật làm vợ chồng lâu như thế lời nói này hết sức buồn nôn đông môn mộng hung hăng trừng dạ minh hiện tại nói ra lời như vậy ngươi không biết xấu hổ ta còn cần mặt mũi đây nghĩ là nghĩ như vậy nhưng trong lòng đông môn mộng vẫn rất vui vẻ miệng nam nhân quỷ gạt người thấy minh ca dùng chiêu này có tác dụng hoa ca cùng hiên ca dồn dập bắt trước theo nhưng rõ ràng không có dùng tốt như minh ca thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ thấy thái độ nhận lầm của diệp hoa không tệ cũng không có ý định truy cứu dù sao đổi lại trước kia diệp hoa căn bản sẽ không nhận lầm được rồi về sau ngươi đừng như vậy thanh nhã nhẹ nói ra mang theo cảnh cáo diệp hoa nhẹ nhàng thở ra xem như trốn qua một kiếp theo thanh nhã bên này tha thứ đông môn mộng cùng liên hàng bên kia cũng không thể kiên trì bằng không sẽ thể hiện mình không rộng lượng cho nên dồn dập tha thứ tam hoa cũng bỏ xuống tảng đá trong lòng nếu có lần sau nhất định không thể gây án gần hiện trường chạy xa một chút cũng không tin một buổi tối các nàng có thể lục soát toàn bộ hoa lâu ở trên huyền nguyệt đại lục mộng mộng sao nàng đột nhiên đến đây có phải thái kinh bên kia đã xảy ra chuyện gì hay không nói chuyện phím hoa lâu xong dạ minh tò mò hỏi đông môn mộng từ tốn nói thái kinh không có chuyện gì ta liền không thể tới quấy rầy chuyện tốt của ngươi không 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 ta không phải có ý này ta chỉ là rất nhớ nàng hoa ca cùng hiên ca nghe dạ minh nói kém chút phun toàn bộ cơm tối ra nói láo không chớp mắt đông môn mộng hừ lạnh một tiếng côn côn từ thiên cung trở về dịp hoa hơi bất ngờ nhanh như vậy từ lúc dạ côn rời đi đến bây giờ còn chưa đến nửa tháng thế mà đã trở về xem ra là không tìm được đầu mối gì quả thật có hơi nhanh thượng hiên nhẹ gật đầu đông môn mộng nghi hoặc nhìn ba người là các ngươi bảo côn côn đi thiên cung mộng mộng côn côn có việc cần phải xử lý ở thiên cung vừa vặn thông gia cũng có chuyện cho nên bảo côn côn đi xử lý dạ minh nói rõ ra tính cách bao che cho con của mộng mộng lại tới đông môn mộng liếc mắt trừng dạ minh thiên cung nguy hiểm như vậy thế mà để một đứa bé đi cũng may không có xảy ra chuyện gì dạ côn có nói gì hay không diệp hoa nhẹ giọng hỏi đông môn mộng nhẹ nói ra côn côn không nói gì chẳng qua là lệnh làm thần sứ kim gia chủ tạm thời ở thiên cung mọi người ý chính là hiện tại côn côn là lão đại thiên cung hiểu rồi chứ đông môn mộng bổ sung một câu lúc này diệp hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mới bao lâu thế mà đã khống chế toàn bộ thiên cung con rể này của bản tôn có phải mạnh đến quá mức rồi hay không lúc này thường hiên cũng nghĩ như vậy đối với thiên cung thường hiên hiểu khá nhiều có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế lên làm gia chủ cùng thần sứ chuyện này căn bản là không có khả năng thế nhưng lại phát sinh ở trên người con rể quá thần kỳ con rể quá ưu tú đậu xanh trâu bò a à. dạ minh trong nháy mắt tăng thể diện cái cầm đều nâng cao mấy phần ở trước mặt thông gia khoe khoang nữ nhi các ngươi gả cho nhi tử ta đó là một loại may mắn làm giống như các ngươi bị thua thiệt vậy nhìn hiện tại một chút còn có gì để nói nếu như hiện tại Đông Môn Mộng cũng nói chuyện Dạ cô mang theo hai đứa con dâu dự bị về, có lẽ Minh Ca sẽ lập tức cúi đầu làm mẫu thân, Đông Môn Mộng dĩ nhiên sẽ không nói, thương lượng tốt với Liên Hàn, chuyện của người trẻ tuổi để bọn nó giải quyết vậy, mà Liên Hàn có một cái yêu cầu, chính là để Dạ cung thành thật bàn giao hết thảy, Đông Môn Mộng đương nhiên đáp ứng, Dạ con khống chế toàn bộ thiên cung, chuyện tốt, Diệp Hoa khẽ cười nói, tự hồ chuẩn bị xếp vào trong thiên cung người của mình, nhưng mà Đông Môn Mộng trầm giọng nói ra, mặc dù cung cung trưởng quản thiên cung, thế nhưng có người âm thầm gia hại, trong thiên cung cũng có người liên thủ với ma tộc. trước đó thánh thiên ưu tuyền tại thái kinh triệu hoán ma tộc, lúc cung cung chạy tới, thánh thiên gia đã bị diệt tộc. rõ ràng thần tộc bên này quả quyết đến cỡ nào, thánh thiên gia bị diệt tộc. thật hay giả thượng hiên kinh hô một tiếng, vào niên đại của y, thánh thiên gia xem như tồn tại mạnh nhất, hiện tại thế mà bị diệt tộc, khiến người ta khó có thể tin. đông môn mộng nhẹ gật đầu cung cung sẽ không nói dối, diệp hoa lạnh nhạt nói ra. thiên cung cũng tốt, thần tộc cũng được ở trước mặt bản tôn đều không đủ gây sợ diệp hoa lo lắng nhất chính là thầy tướng số thầy tướng số phản phất trở thành khúc mắt lớn nhất của diệp hoa nếu như không giải quyết đi ngủ đều sẽ không an ổn không biết vì sao dạ minh cùng thượng hiên rất thích nghe diệp hoa khoác lác thậm chí cảm giác mình vô địch có thể vọt thẳng đến thần vực đại khai sát giới thanh nhã cùng đông hoàng bạch chỉ lại trận trắng mắt chương chín trăm mười sáu nữ hoàng đến chuyện chưa làm thế nhưng thổi ngưu bức ra trước rồi nói cũng rất phù hợp với tác phong của diệp hoa ngày mai cùng đi thái kinh đi diệp hoa từ tốn nói lập tức quay người rời đi một bộ tác phong lão đại dạ minh nhún vai nói ra thật coi mình là lão đại rồi y quả thật mạnh hơn ngươi ngươi yếu nhất thượng hiên đã kích không chút lưu tình tìm đau quá dù sao minh ca cũng là nam nhân lĩnh ngộ tam đoạn nhưng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ tam đoạn thực lực minh ca so với hai vị thông gia này đúng là chưa đủ minh ca mới lớn bao nhiêu cũng chỉ hơn 40 tuổi nhìn diệp hoa cùng thượng hiên bao lớn đều là năm chữ số cấp bước, hơn nữa đều không phải là người, mọi người dần dần rời đi, Minh ca mặt ủ mày cho đứng sau lưng Đông Môn Mộng, thế nào, bị đã kích, Đông Môn Mộng trêu đùa một tiếng, dạ Minh không nói lời nào, cho nên mới bảo ngươi nỗ lực tu luyện thật tốt, tam đoạn cũng không phải điểm cuối cùng, chẳng qua là một khởi đầu mới, Đông Môn Mộng nghiêm túc nói, muốn siêu việc hai nhà thông gia, liền phải cố gắng gấp bội, chứ không phải nỗ lực ở trong hoa lâu, dạ Minh hơi hơi thở hắt ra, mộng mộng, ông một cái, xéo đi, Minh ca mặt kệ nhiều như vậy, trực tiếp ông Đông Môn Mộng vào trong ngực, nhanh chân trở về phòng mình minh ca ở trong hoa lâu phi thường chính quy chẳng qua là tâm sự cùng cô nương nói cho sướng miệng thỉnh thoảng thỏa mãn lòng hư vinh mà thôi tam hoa vẫn rất có điểm mấu chốt hoa lâu cô nương nào có thơm bằng thê tử trong nhà hoa dại có thơm cũng không có ý vị bằng hoa nhà lúc này thái kinh cũng là đêm khuya dạ cô ngồi trong đình nghỉ mát uống rượu nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu ngày mai phải lên đường đi bắt người hy vọng lần này có thể tìm ra một chút manh mối đại ca vẫn chưa nghỉ ngơi à dạ tần nhanh chân đi tới cười nói chưa uống chút không không được trên người sẽ nhiễm mùi rượu dạ tần khẽ cười nói tiểu tử ngươi biết thương tiếc đệ muội dạ tần gãi gãi cái ót, động tác này khiến dạ cung nhớ tới đệ đệ khi còn bé đệ đệ có chuyển biến như thế là chuyện tốt ngày mai ta sẽ đi theo nhị thúc đến an khang châu bắt người là bùi thiên sao dạ tần tò mò hỏi đệ đệ ngươi biết dạ tần nhẹ gật đầu từng ta cũng nghe gia gia bọn họ nói qua bùi thiên quả thật đáng nghi bùi thiên có không ít học sinh đến lúc đó sẽ có sóng gió nổi lên dạ tần vỗ vỗ bả vai dạ cung đại ca Thái Kinh hiện tại, dạ da dạ chúng ta nói tính, cũng đúng, hiện tại căn cơ dạ gia dạ rất ổn, thế lực khác căn bản không có cách vương mình, đại ca, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có chuyện phải làm, ngươi đi ngủ trước đi, ta ngồi một chút, dạ công thì thào nói ra, từng nhấp ít rượu, thưởng thức trăng tròn, rất là thoải mái, chỉ là một nhân ảnh bỗng nhiên che khuất trăng tròn, dạ công dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng mình uống nhiều quá nên hoa mắt, thế nhưng không phải hoa mắt. Quả thật là một bóng người, chuẩn xác mà nói là bóng người xinh đẹp, bị bóng đen che khuất, dạ côn cũng không thấy rõ mặt, nhưng vô thức cảm thấy, không phải gia các thanh thì chính là một lưu có lẽ là có chút men say khóe miệng cung ca thế mà cười tạ, phản phất muốn làm chuyện xấu chỉ thấy bóng hình xinh đẹp rơi trên mặt đất hướng phía dạ cung đi tới nhìn dáng đi đi dạ cung chén choáng tỉnh táo hơn không ít bộ pháp của gia các thanh cùng một lưu không giống như thế dáng đi này mang theo khí tức xâm nghiêm chí cao theo bóng người đến gần dạ cung kinh hô một tiếng hoa sa la này không phải chính là người tình chu hoài nhân bỏ rơi hoa sa la sao hôm nay hoa sa la không có mặt trường bào màu vàng kim mà là quần áo màu trắng bớt một tia uy nghiêm nhiều một chút nhu hòa thế nhưng khí thế vẫn rất mãnh liệt mang theo một cổ oán hận yêu càng sâu hận đến càng sâu a à. nếu là hoa sa la lúc trước dạ côn sẽ tùy tiện chào hỏi thế nhưng hoa sa la sau khi thuế biến giống như cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm đều không có tiếng nói chung bất quá dạ côn cũng phải thừa nhận hoa sa la sau khi thuế biến quả thật xinh đẹp nhất là hỏa diễm ấn ký trên mi tâm vô cùng có mị lực hoa sa la không nói gì Trực tiếp ngồi ở bên cạnh giả dạ côn, cầm bầu rượu lên trực tiếp uống một ngụm, làm gì nửa đêm chạy tới giành rượu với ta, giả dạ côn đoạt lấy bình rượu, nữ nhân này thật không nói đạo lý, cũng may không có dùng ly rượu của mình, bằng không mình bị chiếm tiện nghi rồi. Đừng tưởng rằng hiện tại ngươi xinh đẹp liền có thể xâm chiếm cung ca, tâm tình không tốt, Hoa Sa La từ tốn nói, trong ánh mắt mang theo oán hận cùng thống khổ, Dạ cung liếc mắt nhìn Hoa Sa La, buông ấm rượu xuống một tên nam nhân, không bỏ xuống được sao, một đứa bé như ngươi sẽ không hiểu, vậy ngươi đi, tìm ta tố khổ làm gì, hiện tại cung ca là nam nhân, chỉ là không có tóc, những chỗ khác vẫn không thiếu thốn, đàn ông các ngươi đều không có người nào tốt, lời này của ngươi không đúng rồi, ngươi không thể bởi vì một tên chu hoài nhân mà đánh chết tất cả nam nhân được, đừng nhắc đến tên Súc Sinh này, ngươi không phải đến tìm ta thảo luận tên Súc Sinh nào sao? dạ con nhấp ít rượu nói ra nữ nhân a chính là khẩu thị tâm phi ngoài miệng nói không nhớ kỳ thật nhớ vô cùng hoa sa la cầm bầu rượu lên liền rót dạ con cũng không có ngăn cản loại nữ nhân có thực lực này trừ phi nàng nguyện ý say bằng không mãi mãi sẽ không say dạ con khẽ thở dài một tiếng hiện tại nên gọi ngươi là hoa sa la hay là gọi ta hoa sa la đi được rồi ngươi từ đâu tới đã ngươi dùng thân phận nữ hoàng để độ kiếp vậy thân phận trước đó là gì dạ con tò mò hỏi hoa sa la không phải tới từ thiên cung chẳng lẽ là thần tộc hoặc là ma tộc Hoa Sa La nhẹ nói ra, nói ngươi cũng sẽ không biết, cũng bởi vì không biết cho nên mới hỏi, không nói, vậy chính là không thẳng thắn, ngươi muốn biết như vậy, đương nhiên, ngươi là thần tộc hay là ma tộc, cả hai đều không phải, dạ cung nhíu chặt lông mày, ngoại trừ thiên cung, thần tộc, ma tộc, hiện tại thế mà còn có cổ thế lực thứ tư, thật hay giả, chẳng lẽ ngươi là Long tộc, dạ cung to gan suy đoán, Hoa Sa La nhăn nhăn mày ngài. Ngươi cảm thấy ta giống một con rồng sao? Dạ cung quan sát Hoa Sa La một chút, no đủ, là cực phẩm sinh nhi tử, vậy ngươi là ai? Ngươi giúp ta giết Chu Hoài Nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết, được rồi, ngươi đi đi. Muốn gài lộ công ca, đó là chuyện không thể nào, cho tới bây giờ chỉ có công ca gài người khác, Hoa Sa La nhìn Dạ Công trầm giọng nói ra, ta cho ngươi biết, đối với ngươi cũng không có trợ giúp gì, không sao, ta vẫn muốn biết, vậy ngươi thề, không thể nói cho người khác biết được, ta thề, dáng vẻ ngươi thề, cực kỳ giống Chu Hoài Nhân. Chương 917, nguyên lai điện hoàng là như vậy. Nghe Hoa Sa La nói thế, Dạ Công cảm thấy ở trong chuyện gia các thanh cùng một lưu, mình quả thật có chút giống Chu Hoài Nhân, mình thật thiếu sót cân nhắc nữ hoàng đại nhân, Chu Hoài Nhân là Chu Hoài Nhân ta cũng không phải chu hoài nhân, dạ cung nghiêm túc nói. hoa sa la thở dài một hơi. năm đó chu hoài nhân ở trước mặt ta cũng giống như ngươi, con ca rất là khó chịu a, à? sao cứ bắt mình cõng cái nồi này, vẫn là nói sang chuyện khác thì tốt hơn, đừng nói chu hoài nhân nữa, hay nói ngươi là ai đi, chúng ta đều muốn hợp tác, ta hoàn toàn không biết gì về ngươi cả. nghe nói qua điện hoàng chưa? dạ cung đột nhiên đứng dậy, kinh hô nói ra ngươi chính là điện hoàng. điện hoàng là nữ, trời ạ, à. sao ta lại không nghĩ tới? ngươi đừng kích động, ngồi xuống. hoa sa la một bộ xem hài tử, nhìn phản ứng này đây cũng là chuyện thường điện hoàng thần bí đến cỡ nào ngay cả thần tộc đều phải cẩn thận mấy phần mà điện hoàng thế mà ngồi ở trước mặt mình côn ca rất xúc động a à, phấn khởi chuẩn xác mà nói điện hoàng cũng không phải một người nguyên bản dạ côn đang rất phấn khỏi nghe thấy hoa sa la nói nhất thời liền bối rối ngươi ngươi nói là điện hoàng thật ra là một đám người kết hợp lại với nhau dạ côn thì thào hỏi đầu có hơi chập mạch hoa sa la yên lặng nhẹ gật đầu đúng vậy ở phía trên huyền nguyệt đại lục người người chỉ biết có điện hoàng nhưng kỳ thật điện hoàng cũng không phải một người mà là một cái cách gọi ngưu bức dạ công hít một hơi thật sâu trong lòng bình phục tin tức này thực sự quá kinh bạo một thoáng liền khó tiêu hóa được hoa sa la hơi hơi hít mắt giả công tử chuyện này chớ nói ra ngoài bằng không hậu quả tự gánh lấy ta hiểu dạ công dĩ nhiên sẽ không nói ra đối với mình lại không có tốt chỗ gì trước kia còn cảm thấy rất kinh ngạc vì sao thần tộc khổng lồ lại e ngại một tên điện hoàng hiện tại xem như hiểu rõ nguyên lai điện hoàng cũng không phải một người tuyệt đối không nghĩ tới được rồi chuyện ta cũng đã nói, hiện tại thương lượng một chút giết Chu Hoài Nhân thế nào, ta một khắc đều không muốn để y tiếp tục hô hấp, Hoa Sa La lạnh giọng nói ra, hiện tại hận không thể uống máu Chu Hoài Nhân, như thế mới có thể khiến Hoa Sa La thoải mái, dạ công thở dài một hơi, thủ tiêu Chu Hoài Nhân cũng không phải chuyện đùa, nữ hoàng, Chu Hoài Nhân một mực ở trong thiên cung, muốn giết chết y, độ khó có chút lớn, trừ phi dẫn Chu Hoài Nhân ra ngoài, dạ công cảm thấy thiên cung tuyệt đối bị thần tộc giám thị lấy, mạo muội gây chuyện, hệ số nguy hiểm sẽ phi thường lớn hoa sa la không vọt thẳng đến thiên cung cũng là bởi vì thân phận không thể xuất thủ điện hoàng chạy đến thiên cung làm thịt người chuyện này sẽ phá vỡ sự yên tĩnh nhiều năm qua cho nên hoa sa la mới tìm được dạ cung xin giúp đỡ nghe nói hiện tại ngươi là thần sứ hơn nữa còn là gia chủ tạm thời hoa sa la nhẹ nói ra dạ cung sửng sốt một chút tò mò hỏi điện hoàng các ngươi cũng sắp xếp người trong thiên cung đương nhiên hoa sa la trực tiếp thừa nhận khiến dạ cung bội phục nữ nhân này thật trâu ngẫu nhiên lên làm mặc dù không có tiếp xúc nhiều với dạ công tử thế nhưng ở trước mặt ma thần nói như thế ta đều có chút không tin nhưng bất kể nói thế nào ngươi vẫn rất thông minh ha 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 có thể được nữ hoàng đại nhân tán thưởng tại hạ thật là vui vẻ con ca cũng không đi sáo lộ bình thường trực tiếp thừa nhận hoa sa la cười khẽ một tiếng ngươi thật đúng là sẽ không khách khí thấy hoa sa la cười dạ công thầm nghĩ chu hoài nhân có phải đang hối hận hay không trước kia hoa sa la quả thật bình thường thế nhưng hoa sa la sau khi thuế biến đúng là thiên tiên nhìn nụ cười này một chút quá mê người chu hoài nhân thật đúng là hung ác con ca bội phục vận khí tốt mà thôi nhưng bằng vận khí thôi vẫn chưa đủ trong mắt của ta lúc này ngươi ở thần ma hai tộc đều có thể lên tiếng hoa sa la nhìn chằm chằm dạ côn hỏi tự hồ muốn từ trong mắt dạ côn đọc lên một chút gì đó dạ côn thầm nghĩ hoa sa la xảo quyệt lại bắt đầu xáo lộ mặc dù côn ca không có sống lâu như các ngươi nhưng cũng sẽ không bị mọi ra dễ như thế chỉ thấy dạ côn nhíu chặt lông mày nghi hoặc hỏi ta ở thiên cung còn có thể nói mấy câu nhưng ma tộc đoán chừng muốn đánh chết ta ta không tài nào hiểu được một vị ma thần thoát khỏi phong ấn cứ đi như vậy thật không nghĩ ra trực giác nói cho ta biết vị ma thần này có liên hệ với ngươi đậu xanh nữ hoàng thật là lợi hại hoặc là nói trực giác của nữ nhân rất lợi hại giống như mẫu thân vậy không biết tối nay cha có bị đánh ra phân không kỳ thật ta cũng nghĩ không thông có lẽ vị ma thần này bị phong ấn quá lâu sợ viện binh thần tộc đến cho nên lựa chọn lý trí rút lui luận vô ích con ca cũng không phải tay mơ hoa sa la từ tốn nói có lẽ có lẽ vận khí ngươi thật quá tốt rồi dạ, cô nhỏ nhấp một ngụm hơi khiêm tốn một thoáng bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm thần tộc cũng không phải ngươi có thể đùa bẩn hoa sa la dặn dò một tiếng nhiều người đánh giá thần tộc như vậy dạ cô có thể kết luận thần tộc sáu lộ phi thường sâu đúng vậy đừng nhìn hiện tại ta là thần sứ thế nhưng đều là thần tộc một câu ngươi biết liền tốt nhưng nếu như ngươi có thể khiến cho thần tộc lần nữa nhìn trúng đánh vào nội bộ thần tộc vậy liền không nhất định đây coi như là điện hoàng các ngươi chiêu mộ sao dạ côn khẽ cười nói ngươi gia nhập không thật có lỗi không không có việc gì, chúng ta có thể cùng hưởng tình báo, ý nghĩ này của ngươi rất lớn mật, nhưng ta rất thích dạ côn cảm giác nói chuyện phím cùng nữ hoàng đại nhân vẫn rất thoải mái, đều là cục diện cả hai cùng có lợi, chúng ta rất tán thưởng dũng khí của ngươi, cho dù ngươi không gia nhập, chúng ta cũng không muốn có địch nhân như vậy, hoa sa la nói rất thành khẩn, hôm nay tới ngoại trừ liên thủ thủ tiêu chu hoài nhân, còn lại chính là lôi kéo dạ côn, ranh giới cuối cùng chính là không thể biến dạ côn thành kẻ địch, không thể không nói, điện hoàng lựa chọn phương pháp lý trí nhất, liên thủ cùng côn ca nghe hoa sa la ói dạ côn cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới điện hoàng coi trọng mình như thế nói rõ điện hoàng vẫn rất tự biết đối nghịch cùng côn ca hiện tại còn có thể hô hấp thế nhưng sau này liền khó nói lúc nào đó liền bị thiên hàng chính nghĩa dạ côn lễ phép cười cười chắp tay nói ra nữ hoàng đại nhân điện hoàng các ngươi thật là lợi hại tò mò hỏi một câu điện hoàng các ngươi đến cùng có bao nhiêu người đã ngươi không nguyện ý gia nhập chuyện này liền không tiện nói cho ngươi biết ngươi hẳn hiểu được số lượng thành viên điện hoàng là bí mật không thể để lộ ra dạ côn đều muốn gia nhập vào muốn biết tình huống nội bộ điện hoàng thế nhưng ngẫm lại vẫn thôi Chương 918: Đạt thành quan hệ hợp tác. Hiểu, vừa rồi nữ hoàng đại nhân ngươi nói có thể chia sẻ tình báo, như vậy không bằng hiện tại chúng ta chia sẻ một thoáng đi, có thể, ngươi muốn biết chuyện gì? Hoa Sa La nhàn nhạt hỏi, ta muốn biết, Thánh Thiên gia đến cùng là bị ai diệt? Dạ cung nghiêm túc nói ra, Hoa Sa La biểu lộ không có gần sống, từ tốn nói đã là giao dịch, vậy ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, nữ hoàng đại nhân, ngươi muốn biết chuyện gì? Quan hệ của ngươi cùng ma thần, Hoa Sa La nhẹ nói ra, xem ra rất để ý chuyện này, chuyện này khiến Dạ cung có chút kinh ngạc tiếp tục vô ích, moi ra tình báo có lợi, rất phù hợp với người xảo trá. thế nhưng con ca là loại người này sao? chắc chắn sẽ không. thế nào? trao đổi tình báo như thế đối với ngươi mà nói cũng không khó lắm đi dù sao tình báo này quan hệ đến địa vị của ngươi ở trong mắt thần tộc đối mặt hoa sa la dụ hoặc dạ côn có điểm động tâm chỉ cần biết người diệt thánh thiên gia như vậy bắt liền có thể đánh vào nội bộ thần tộc xử lý chuyện của mẫu thân cũng tương đối thuận tay thế nhưng côn ca vẫn muốn cẩn thận một chút dù sao ngày mai sẽ phải đi bắt người kiên nhẫn một chút thì hơn điều kiện này đối với ngươi mà nói không khó lắm đổi không hoa sa la tiếp tục hỏi dạ côn suy nghĩ một chút đột nhiên ngáp mệt mỏi quá hay là ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp đi ngày mai còn cần đợi đến ngày mai sao? quá mệt mỏi mấy ngày nay ta chạy khắp nơi chân đều sắp gãy không tin ngươi sợ thử dạ công duỗi đùi ra nhìn một chút ngay cả trên bàn chân đều có lông thế nhưng trên đầu tuyệt đối không xuất hiện cộng lông nào nhưng mà con ca còn bảo hoa sa la đi sợ chân của mình cmn đúng là đùa dẫn trần trụi a khóe miệng hoa sa la đều đang y run rẩy nhất là thấy một chân lông kia phân một chút lên đầu không tốt sao sợ là lông ngươi đều mọc lộn chỗ rồi đi tùy ngươi hoa sa la trầm giọng nói ra lập tức đứng dậy chuẩn bị đi dạ con tò mò hỏi liên hệ với ngươi như thế nào tâm tình tốt sẽ tới tìm ngươi không phải nói muốn xử lý chu hoài nhân sao ta giúp ngươi chuyện này ngươi nói cho ta biết người diệt thánh thiên gia như thế nào côn ca phi thường cáo già đừng hồng chiếm tiện nghi côn ca hoa sa la dừng một chút quay đầu nhẹ nói ra ngươi hãy nghĩ rõ ràng nói xong cũng tin tức liền biến mất trong đêm tối và dạ, côn thầm nghĩ nữ hoàng xảo quyệt không cần điện hoàng các ngươi hỗ trợ ta cũng có thể tìm tới nhưng nếu như bùi thiên bên kia không tìm thấy manh mối thì biết làm sao sờ lên đầu trọc dạ côn cảm giác mọi chuyện cũng không thể quá lý tưởng cầm bầu rượu lên phát hiện trong bầu rượu không còn rượu lần sau hoa sa la tới nhất định phải đòi lại một bầu rượu mới được bất quá đêm hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là biết điện hoàng không chỉ là một người mà là một đám người đoán chừng điểm này ngay cả cha vợ cũng không biết nằm đó chỉ qua là một người trong đó vặn ngã cha vợ rõ ràng người bên trong điện hoàng đều là cao nhân cổ xâm thụ có thể là một thành viên trong điện hoàng hay không đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm thở hắt ra dạ con chống cái lưng mệt mỏi đi nghỉ ngơi ngày mai còn phải đi theo thiên la viện đến an khang châu thật hy vọng bùi thiên bên kia có thể cho mình tin tức tốt dạ con nằm xuống thật không muốn bị tin tức xấu đánh thức mơ mơ hồ hồ dạ con lại nghe thấy tiếng la của đệ đệ nghĩ thầm không phải chứ lại có tin tức xấu đại ca đại ca ngoài cửa vang lên tiếng hô của dạ tần dạ côn mở to mắt hô to đệ đệ lại xảy ra đại sự gì dạ tần trực tiếp đẩy cửa ra dù gì các tẩu tẩu cũng không tại đại ca nhị thúc đã đợi ở bên ngoài sớm như vậy dạ côn nghi ngờ hỏi từng mặc quần áo vào dạ côn liền ra cửa luận bối phận mà nói vẫn không thể để trưởng bối chờ lấy đi ra phủ đệ dạ côn đã nhìn thấy người của thiên la viện trong đó dĩ nhiên còn có dạ dương mặc trang sức quần áo viện trưởng áo cũng có mấy phần uy nghiêm chẳng qua thực lực chỉ sợ yếu hơn thương minh rất nhiều, lần này người đi theo cũng không có một ai là kiếm đế, một đám người như thế, chỉ sợ đi cũng chẳng làm được gì, Bùi Thiên cũng không phải kẻ yếu, mặc dù không thích vị nhị thuốc này, Dạ Côn vẫn đi ra phía trước hôn một tiếng. "Nhị thuốc, đi thôi, thời gian không còn sớm." Dạ Dương khẽ cười nói, thái độ này khiến Dạ Côn không nghĩ tới trong ấn tượng, vị nhị thuốc này chưa từng cười qua với mình, đều coi mình là người đã hại chết con của y, Dạ Côn cũng cười cười gật đầu, quay đầu hôn để đệ, trở về đi từng đại ca cẩn thận một chút dạ tần nhắc nhở chỉ thấy mọi người thiên la viện trực tiếp bay lên không mà dạ côn dừng một chút hay là dùng thảm bay đi chúng ta có thảm bay lấy thảm bay ra dạ côn xếp bằng ở phía trên đuổi theo mà dạ tần trông thấy đại ca bay lên không cảm thán một tiếng đại ca mạnh như vậy làm sao vẫn không biết bay a à, sau khi dạ côn rời đi một canh giờ dạ tần dẫn theo thê tử cùng hài tử ăn điểm tâm chỉ thấy trong vườn bỗng nhiên ngưng tụ ra một luồng khí tức nguy hiểm một đoàn vòng xoáy màu đen trống rỗng xuất hiện phu quân trưởng tôn nhị kinh hô một tiếng lập tức bảo vệ con của mình dạ tần cảnh giác nhìn vòng xoáy làm sao cảm giác có chút quen thuộc khí tức này chỉ thấy diệp hoa trực tiếp từ bên trong vòng xoáy đi ra thấy là diệp hoa dạ tần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra là cha vợ đại ca đến tần tần dạ minh bước ra vòng xoáy hướng phía nhi tử phất phất tay phản phất đang chúc mừng mình không có bị đánh té cứt lần này diệp hoa tới cũng không có mang thuộc hạ bất quá đông tứ cùng đát từ bọn họ cũng trở về còn có con mèo kia cảm giác về nhà thật tốt phi tuyết bày hai tay chúc mừng đông môn mộng nhẹ nói ra trong nhà lá rụng rất nhiều phi tuyết liền hiểu tới ngay ta rất thạo chuyện này ngoại trừ quét dọn vệ sinh những chuyện khác đều không thể khiến phi tuyết vui vẻ tần tần đại ca con đâu đông môn mộng đi tới tò mò hỏi đại ca đại ca vừa ra ngoài không lâu đi nơi nào dịp hoa hỏi đi an khang châu bắt người rồi tối nay liền sẽ trở lại đi dạ tần nhắm chừng nói thường hiên nhẹ giọng hỏi có cần đi qua đó đúng không nếu tối nay trở lại vậy thì chờ một chút đi cũng sắp liên hàng nhẹ nói ra mặc dù con rể có hơi làm loạn nhưng nếu là đi bắt người vậy cũng không cần quấy rầy vậy thì chờ một chút đi dịp hoa lạnh nhạt nói ra mà thượng hiên bỗng nhiên cười nói thông gia đã đến sàn xe nhà ngươi không mang theo vị thông gia này ra ngoài đi dạo nhìn phong quan thái kinh sao dạ minh liếc mắt nhìn thượng hiên nhất thời không có kịp phản ứng bất quá lập tức hiểu rõ vừa đến thái kinh liền không an phận đúng 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 thông gia mới tới thái kinh mộng mộng ta dẫn thông gia ra ngoài đi dạo một chút đi đi nhớ về ăn trưa đông môn mộng nhẹ nói ra chương 919, bùi viện trưởng chỉ thấy diệp hoa cùng dạ minh đi ra ngoài mà thượng hiên tự hồ muốn đi theo lúc này liên hàn lên tiếng nói ra ngươi đi theo làm gì ta cũng muốn nhìn thái kinh phong quan a à. thượng hiên một mặt nghiêm túc dựa vào cái gì vị thông gia kia có thể đi ta lại không thể ngươi còn có chỗ nào không quen thuộc sao có cần ta giới thiệu lại cho ngươi không thượng hiên nhìn thoáng qua bóng lưng của minh ca cùng hoa ca ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ mình có nên báo cáo bọn họ hay không thế mà vứt bỏ mình đi ra ngoài chơi một bên khác dạ công cùng dạ dương đã đến bầu trời an khang châu dạ công ngồi ở trên thảm bay cũng là gọi dạ dương tới ngồi một chút chẳng qua là dạ dương không có đến không trách được côn ca ngồi thảm bay ăn điểm tâm rất thoải mái trong lòng mọi người thiên la viện nói thầm một vị là nhi tử thánh nhân một vị là cháu trai quan hệ không phải rất hòa hợp mọi người cũng không có trực tiếp tiến vào an khang châu thành đến ngoại thành liền hạ xuống chọn đi bộ vào cũng không muốn đánh trắng động cỏ thậm chí lúc vào thành tất cả mọi người đều thay đổi y phục dù sao một đám người thiên la viện xuất hiện vừa nhìn là biết muốn đến bắt người đến lúc đó bùi thiên chạy trời đất bao la thật đúng là khó tìm nhị thúc ta cảm thấy không cần thiết thay y phục Dạ công nhìn mọi người nhẹ nói ra, vì sao? Bởi vì Bùi Thiên sẽ không chạy, kỳ thật Dạ công cũng có thể hiểu Bùi Thiên, Dạ Dương dừng một chút, câu mày hỏi vì sao lại không chạy, tâm của Bùi Thiên đều dồn hết cho học viện, cho dù chết, y cũng sẽ chọn chết ở trong học viện của mình. Mặc dù không biết vì sao ngươi lại nói như thế, nhưng vì đảm bảo an toàn, thay y phục vẫn tốt hơn, Dạ Dương tự tốn nói, tiếp tục cùng mọi người thay đổi trang phục, Dạ công không có ngăn cản, có lẽ là mình đoán sai, cẩn thận một chút cũng không phải không tốt, đi vào trong thành, dạ cung nhớ tới lần đầu tiên mình đến đây cùng với đệ đệ, khi đó cũng không phải vào từ cửa này, mà là ở khu nghèo khó kia, tuy nói lúc ấy muốn thay đổi hoàn cảnh nơi đây, đáng tiếc vẫn không có cách nào làm được, hiện tại tình cảnh vẫn như thế, nhìn mọi thứ xung quanh, phản phất những chuyện kia chỉ mới phát sinh hôm qua, tòa thành trì có thể so với thái kinh này, vẫn náo nhiệt như lúc trước, chúng ta không trực tiếp đến học viện sao, dạ cung phát hiện đường đi không giống, tò mò hỏi, dạ dương nhẹ nói ra đi tụ hợp với gián điệp trước nhiệm vụ truy nã lần này do dạ dương làm chủ dạ côn cũng không muốn nhúng tay quá nhiều chỉ cần cuối cùng có thể bắt lấy là được nếu như chuyện gì cũng nghe mình vậy viện trưởng thiên la viện cũng sẽ không có uy tín gì rất nhanh mọi người liền đi vào một cái tử quán tiểu nhị đang đang bận biểu lau bàn trời sắp vào trưa đến lúc đó sẽ có nhiều người khách quan ăn món gì tiểu nhị thấy đoàn người đi vào lộ ra nụ cười thân thiện dạ dương từ tốn nói mười cân thịt hổ điêu ít muối nhiều thịt tiểu nhị nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó thái độ trở nên cung kính hơn rất nhiều khách quan phía trên mời dạ côn đứng ở phía sau cảm giác khẩu hiệu chấp nối của thiên la viện thế mà có quan hệ với hổ điêu thật là thú vị đi theo mọi người lên lầu dạ côn cùng dạ dương ngồi xuống những người khác đứng ở bên cạnh mặc dù người thiên la viện đến không có 10 vị trí đầu nhưng đều là kiếm tông đặt ở một vài địa phương vẫn rất lợi hại sau khi tiểu nhị rời đi dạ côn rất nhanh cờ liền nghe thấy tiếng bước chân dạ côn cũng tò mò không biết mình có quen người kia hay không rất nhanh dạ côn liền hơi thất vọng cũng không nhận ra tên gián điệp này tuổi chừng chừng năm mươi dạ côn cảm thấy hẳn là lão sư học viện an kinh đi viện trưởng nam nhân đến trước mặt dạ dương cung kính hô bùi viện trưởng bên kia thế nào dạ dương nhàn nhạt hỏi vẫn luôn ở trong học viện không có ra cửa hiện tại là thời cơ tốt sau khi nhận được tin tức dạ dương trầm giọng nói ra rất tốt sau khi giải quyết chuyện này ngươi liền có thể tiến vào thiên la viện tạ viện trưởng nam nhân nghe xong vô cùng xúc động dù sao gián điệp bên ngoài muốn tiến vào thiên la viện rất là khó khăn dạ dương đứng dậy âm u nói ra các ngươi phong tỏa ngăn cản vùng trời thiên la viện để phòng bùi thiên chạy trốn tuân lệnh đám người thiên la viện đứng ở xung quanh cung kính quát lập tức tan biến tại chỗ đi thôi dạ dương nhẹ nói ra dạ công gật đầu nếu như không phải hôm nay mình tới có lẽ vị nhị thúc này sẽ không an bài như thế nằm nhân gián điệp cũng không có đi theo có chuyện rời đi trước mà dạ công cùng dạ dương đi vào từ cửa chính lần nữa đi vào học viện an kinh dạ công suy nghĩ lúc trước bọn họ đến lấy khi đó sơ kiến học viện an kinh cũng bị học viện an kinh rung động đến sau đó bị bùi thiên đuổi ra khỏi học viện an kinh những chuyện này phản phất vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt nhị thúc các ngươi tìm được chính cớ gì rồi đi vào trong học viện an kinh dạ công tò mò hỏi dạ dương nhẹ nói ra bùi thiên cùng thương minh từng qua lại mật thiết trong đó còn liên lụy đến trưởng tôn ngự Nói đến trưởng tôn nữ, lúc ấy dạ côn liền rất ngạc nhiên, vì sao Bùi Thiên có vẻ như không sợ trưởng tôn nữ, mà trưởng tôn nữ đối với Bùi Thiên lại vô cùng nhường nhịn, Bùi Thiên cùng trưởng tôn nữ có quan hệ gì, Dạ côn tò mò hỏi, quan hệ cụ thể thế nào, chỉ sợ phải hỏi Bùi Thiên mới có thể chứng thực, hiện tại chứng cứ chỉ có thể chứng minh y cùng thương minh là cùng một bọn, dạ côn thở dài một hơi, vì Bùi Viện trưởng này xem như ẩn dấu sâu nhất chỉ sợ đây chỉ là mặt ngoài kỳ thật thân phận bùi thiên hẳn càng thần bí hơn nhưng vào đúng lúc này một bóng người ngăn cản đường đi của hai người đây là một nam tử mặt như băng sương rất là lãnh ngạo hai vị viện trưởng cho mời nam tử mở miệng ngược lại khiến dạ côn cùng dạ dương không nghĩ tới dẫn đường dạ dương mặt không đổi sắc từ tốn nói mời dạ côn cảm thấy tiếng vào học viện chỉ sợ bùi thiên đã phát hiện ra theo nam tử dẫn đường hai người rất nhanh xuyên qua khu học viện đi tới nơi viện trưởng ở hương hoa lập tức xông vào mũi viện trưởng đang ở bên trong nam tử đứng ở cửa ra vào cung kính nói ra Giả dạ côn cảm giác bùi thiên hẳn phải biết chút gì đó trực tiếp chờ ở chỗ này có mấy phần can đảm đi vào sân nhỏ đập vào mắt chính là hồ nước trung ương có một vị lão nhân đang ngồi uống trà ăn mặc trang phục lộng lẫy đây không phải chính là bùi viện trưởng sao chẳng qua là dạ côn có chút kinh ngạc hôm nay bùi viện trưởng rất biết cách ăn mặc phản phất muốn đi tham dự một bữa tiệc trọng đại vậy nhưng tay áo bên trái đổng tuếch bởi vì chuyện thi nhân lần trước bùi thiên dứt khoát chém đi cánh tay của mình lúc này mới không có bị lây nhiễm viện trưởng tới còn có dạ công tử mời ngồi bùi thiên quay đầu nhìn hai người thế mà lộ ra nụ cười hiếm thấy ở trong ấn tượng của dạ công, bùi thiên chưa từng cười qua lúc nào cũng nghiêm mặt giống như mọi người đều thiếu tiền y vậy vậy mà bùi thiên hôm nay phản phất được trả hết nợ một thân nhẹ nhàng chương chín trăm hai mươi giấu rất sâu Dạ Dương nhíu chặt lông mày, tình huống như vậy tự hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn đi tới ngồi. Bùi Thiên nhẹ nói ra, chăm trà cho hai người viện trưởng. Kỳ thật ngươi có thể để người xung quanh rút đi, ta sẽ không chạy. Bùi Thiên lạnh nhạt nói ra, Dạ Dương thấp giọng nói ra. Bùi viện trưởng, xem ra ngươi đã biết dụng ý hôm nay ta tới. Bùi Thiên để bình trà xuống, hơi nóng trong chén chậm chậm bay lên, tràn ngập mùi thơm, ngửi được cổ mùi thơm nhát này, trong lòng Dạ Côn cũng kinh ngạc không thôi. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Ngưng Thần trà. Ngưng Thần trà, vì sao Bùi Thiên lại có? chẳng lẽ là trước kia trưởng tôn ngự cho lão hủ biết dụng ý của viện trưởng hôm nay tới bùi thiên nói với dạ dương nếu viện trưởng biết vậy thì mời viện trưởng theo chúng ta đến thiên la viện đi đối với hai bên chúng ta đều tốt thiên la viện nằm ở thái kinh nếu như là ở an khang châu lão hủ cũng nguyện ý đi một chuyến viện trưởng ngươi đây là đang phản kháng sao dạ dương lạnh giọng nói ra bùi thiên hơi hơi than nhẹ nhìn xung quanh ánh mắt lộ ra vẻ yêu thương phản phất giống như đang nhìn con của mình người đã già không muốn rời khỏi nơi chốn quen thuộc viện trưởng muốn hỏi cái gì hiện tại hỏi là được bùi thiên nhẹ nói ra tay phải nâng chung trà lên, bất quá không có nhấp, mà là đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Dạ Côn cảm thấy Dạ Dương muốn cưỡng ép, cảm giác không ổn, liền lên tiếng nói ra nhị thúc, hiện đang hỏi một chút cũng tốt, mang về cũng phải hỏi. Bùi Thiên nghe xong nhìn chầm chầm Dạ Côn, mà Dạ Dương nhíu mày, lập tức hỏi quan hệ của ngươi cùng Thương Minh, ta cùng Thương Minh xem như quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Bùi Thiên từ tốn nói, đối mặt với đáp án như thế, Dạ Côn cũng không nghĩ tới, cứ thừa nhận như vậy, vậy cũng quá đơn giản đi. Lần trước ngươi bắt Thiên Nhân, kỳ thật cũng là thương minh bảo ngươi làm dạ côn vội vàng hỏi đúng vậy nhưng ta cảm thấy thi nhân nguy hại quá lớn cho nên cũng không có mang đến lời này không biết có thể tin được hay không nhiều năm như vậy từ một tên thư sinh nghèo khó lên làm viện trưởng là ai đã giúp ngươi dạ dương hỏi dạ côn cũng rất tò mò dù sao bùi thiên tự truyện rất khích lệ người trẻ tuổi khi còn bé mình xem đều cảm thấy rất thoải mái từ lúc không biết gì cả đến lúc được người kính nể chuyện xưa như thế thuyết thư tiên sinh rất khó kể ra được bùi thiên dừng một chút lập tức thở ra một hơi con đường này của ta khá là gập ghềnh nói đến quý nhân hẳn là thánh nhân đi thánh nhân dạ dương trầm giọng nói nhỏ không phải thánh nhân hiện tại là thánh nhân tiền triều bùi thiên cười giải thích một chút dạ côn cũng cảm thấy quan hệ của y và trưởng tôn ngự không tầm thường không ngờ người trợ giúp bùi thiên lại chính là trưởng tôn ngự vì sao dạ dương truy vấn một bên là thánh nhân một bên là thư sinh nghèo hai loại thân phận không tồn tại giao điểm vì sao trưởng tôn ngự lại phải trợ giúp một tên thư sinh không có tiếng tâm gì bởi vì thánh nhân sợ ta đi bùi thiên từ tốn nói sợ ngươi dạ côn nghi hoặc hỏi bùi thiên nhẹ gật đầu bỗng nhiên nhìn về phía dạ côn hỏi dạ công tử ngươi sợ không đột nhiên dạ côn có chút không nhìn thấu bùi viện trưởng cái tên này đến cùng là ai thoạt nhìn thân phận rất là trâu bất quá dạ côn cảm thấy trong lời nói của tên này có hàm ý bùi thiên chuyện đến nước này ngươi cũng không cần hư trương thanh thế tại sao trưởng tôn ngự phải sợ ngươi đối mặt với dạ dương truy vấn bùi thiên cũng không có trực tiếp trả lời mà là hướng phía dạ côn cười nói còn quên chúc mừng dạ công tử về sau tiền đồ vô lượng nhất thời dạ côn phản phất hiểu rõ một ít gì trong lòng rất là kinh ngạc chúc mừng mình chẳng lẽ bùi thiên là thần tộc cũng chỉ có thần tộc trưởng tôn ngự mới e ngại như vậy mới có thể hết sức giúp đỡ cái tên này có thể là gián điệp thần tộc đặt ở thái kinh ngươi là có ý gì dạ dương trầm giọng hỏi không có gì chẳng qua là chúc mừng dạ công tử mà thôi bùi thiên cũng không có nói phá như thế khiến dạ công nghi hoặc không thôi dạ công trầm giọng hỏi đứng phía sau thương minh chính là người thiên cung ngươi hẳn phải biết đi dạ công tử ngươi hẳn nên nghĩ lại một thoáng nhất định sẽ có phát hiện bùi thiên mang theo nụ cười quỷ dị nói ra nghĩ lại dạ công âm thầm suy nghĩ nếu quả thật cần nghĩ lại chính là hải chi đại nhân đối với chu tuấn rõ như lòng bàn tay tất cả những tình báo kia đều bắt nguồn từ vị viện trưởng Bùi Thiên này. Nếu như Bùi Thiên cũng là một thành viên của thần tộc, vậy địa vị của y hẳn còn cao hơn mình mấy phần, có nên cởi đồng hồ bày tỏ một thoáng hay không? Dạ Minh ngồi ở bên cạnh cảm thấy có chút cổ quái, bọn hắn giống như đang nói ám ngữ vậy. Bùi Thiên, nếu như ngươi còn như vậy, ta cũng chỉ có thể bắt ngươi về. Dạ Dương lạnh giọng nói ra, Bùi Thiên để chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói ra, nơi này chính là nhà của ta, ta sẽ không rời đi, cho nên ngươi là muốn kiên trì tới cùng. Đúng thế, Bùi Thiên từ tốn nói người đâu dạ dương gầm thét một tiếng muốn bắt bùi thiên lại nhưng mà hô cả nửa ngày cũng không có ai tới người một nhà không có tới vị nam tử lãnh ngạo trước đó lại đến đây cung kính nói ra đã giải quyết bùi thiên yên lặng nhẹ gật đầu nhưng mà vẻ mặt dạ dương biến sắc dạ côn cũng nhíu chặt lông mày nam nhân lãnh ngạo giết hết người của thiên la viện mình thế mà không có cảm giác được khí tức gần sống chỉ có một lời giải thích duy nhất nam nhân này trong nháy mắt miễu sát tất cả mọi người thậm chí còn không vận dụng đạo lực trong cơ thể đi xuống đi chúng ta còn đang tán gẫu vâng nam tử cung kính lui ra dạ dương tuyệt đối không nghĩ tới bùi thiên còn có một chiêu như vậy dạ viện trưởng kỳ thật chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi cần gì phải tới bắt ta ta chẳng qua là từng hợp tác với thương minh mà thôi cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì dạ minh lạnh giọng nói ra nếu như trước kia không có làm như vậy khi nãy ngươi đã làm rồi sát hại người thiên la viện không còn chuyện gì để nói được rồi vậy dạ viện trưởng muốn bắt ta như thế nào dạ dương nhìn về phía dạ côn bên cạnh hiện tại cũng chỉ có dạ côn có thể bắt được thế nhưng côn ca biết thương minh là người của thần tộc nếu động thủ ưu thế tại thần tộc bên kia hoàn toàn biến mất không có làm tốt tổn thất một cơ sở ngầm của thần tộc trực tiếp náo tách ra vất vả lắm mới lấy được một chút thành tựu dạ côn cũng không muốn tùy tiện ném như như thế nhị thúc bàn bạc bà kỹ hơn dạ công thấp giọng nói ra dạ dương nhìn dạ công thật sâu không rõ tại sao dạ công lại có phản ứng như vậy dạ công tử là người thông minh tương lai sau này bất khả hạn lượng bùi thiên lạnh nhạt nói ra khóe miệng mang theo ý cười nếu lúc này ra tay trừ phi có thể chắc chắn diệt trừ hết bọn họ như thế thần tộc mới không biết thế nhưng hiện tại vô phương mọc tóc nam nhân lãnh ngạo vừa rồi rất là lợi hại